nước trà tốt, ai ngờ uống theo cách này độc hơn thuốc chuột. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sống khỏe mỗi ngày. Quý vị thân mến, mẹ tôi đã nhiều năm nay thường có thói quen đun một ấm nước trà xanh để uống mỗi ngày. Sau một thời gian dài sử dụng như thế, cơ thể mẹ tôi cũng đã có những sự thay đổi đáng kể, như tránh được những cơn đau nhức xương khớp mỗi khi thay đổi thời tiết, hạn chế được các bệnh về tiêu hóa. Và quả thực, trà xanh đã thuyết phục được những người khó tính trong ăn uống như mẹ tôi. Trà xanh xuất hiện từ hơn 4.000 năm trước, được biết đến là thức uống phổ biến thứ hai trên thế giới, chỉ sau nước lọc. Sở dĩ trà xanh được nhiều người ưa chuộng đến như vậy là nhờ những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Nhiều người còn phải thốt lên rằng trà xanh chính là thức uống lành mạnh nhất mà họ từng sử dụng và sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng có hai mặt và trà xanh cũng thế. Nếu sử dụng trà xanh không đúng cách thì sẽ biến nguyên liệu tự nhiên này thành thuốc độc, gây nên những hậu quả khó lường, thậm chí từ lành thành hại, phá hủy sức khỏe của chúng ta. Cùng xem đó là những sai lầm nào qua video sau đây nhé. Trà xanh là một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số sai lầm trong khi uống trà xanh có thể biến đồ uống này thành thuốc độc, gây nguy hại cho sức khỏe. Do vậy, dù có yêu thích trà xanh đến mấy, bạn cũng cần tránh những sai lầm sau đây. Thứ nhất, uống trà xanh quá nóng. Mặc dù một ấm trà xanh ngon phải được ủ tới nước đun sôi, nhưng nhiệt độ lý tưởng để bạn thưởng thức trà xanh là dưới 56 độ. Khi uống trà xanh quá nóng, trên 60 độ có thể làm bỏng môi, bỏng lưỡi, tổn thương vách trong của dạ dày, dẫn đến hiện tượng viêm loét dạ dày. Thứ hai, uống trà xanh khi đói. Không phải lúc nào chúng ta cũng nên uống trà xanh, đặc biệt là khi đói thì tuyệt đối không được uống. Bạn không nên uống trà xanh khi đang đói, bởi trà xanh có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua. Vị chua sẽ làm mất đi cảm giác ngon miệng, cơ thể hấp thu thức ăn kém đi. Hơn nữa, trong khi dạ dày trống rỗng, nếu uống trà xanh, chất chát trong trà sẽ đi vào tạng phế và làm lạnh tỉ vị. Lúc đó bạn sẽ thấy cồn cào, nôn nao trong người, chóng mặt, hoa mắt, rất khó chịu hay còn gọi là hiện tượng say trà. Thứ ba, uống trà xanh quá đặc. Trong trà có chứa hàm lượng caffeine và tannin, nên khi dùng trà quá đặc sẽ không tốt cho sức khỏe. Hàm lượng các chất này trong trà đặc cao sẽ gây nên hiện tượng đau đầu và mất ngủ. Nếu dùng lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe con người. Thứ tư, uống trà xanh sai thời điểm. Nếu bạn sử dụng trà xanh đúng liều lượng nhưng sai thời điểm thì cũng gây hại không kém. Do đó, bạn nên tránh những thời điểm sau. Uống trà xanh khi đói. Chất tannin có trong trà xanh sẽ làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó gây đau, buồn nôn và táo bón. Uống trà xanh ngay sau khi ăn trưa. Thói quen này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Do đó, tốt nhất là bạn nên dùng trà xanh sau bữa trưa ít nhất 1 tiếng. Uống trà xanh vào ban đêm. Tuy chất caffeine có trong trà xanh không nhiều như trong cà phê, nhưng nếu sử dụng vào ban đêm cũng đủ khiến bạn bị căng thẳng, dẫn đến khó ngủ. Thứ năm, uống trà xanh thay nước lọc. Mặc dù trà xanh được cho là tốt cho sức khỏe, nhưng một trong những tác dụng của trà xanh là lợi tiểu. Vì vậy, nó có thể gây ra hiện tượng mất nước. Tốt nhất nên uống nhiều nước lọc hơn nếu bạn có thói quen uống trà xanh mỗi ngày. Thứ 6. Dùng trà xanh để uống thuốc. Nhiều người từng có thói quen dùng nước trà để uống thuốc. Việc làm này là thiếu khoa học, bởi có thể sẽ gây ra kích thích về hormone và kháng sinh trong cơ thể. Điều này không những làm cho thuốc giảm tác dụng, mà còn có thể gây nguy hiểm cho gan, gây rối loạn tiêu hóa. Thứ 7. Uống trà để qua đêm và để lâu. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng trà pha để qua đêm sẽ bị mất các vitamin và chất dinh dưỡng. Trà để lâu cũng sẽ chuyển sang giai đoạn oxy hóa polyphenol. Các chất thơm trong trà sản sinh ra các chất độc hại. Ngoài ra, trà pha xong để quá lâu sẽ bị các vi khuẩn xâm nhập gây hại cho đường ruột và gây bệnh tiêu hóa. Ngoài ra, thói quen pha trà ngâm quá lâu làm cho trà tiết ra polyphenols và các loại dầu quan trọng tạo ra quá trình oxy hóa tự nhiên. Điều này không chỉ làm giảm độ trong của trà mà còn làm giảm hàm lượng dưỡng chất có trong trà. Nếu trà hãm trong nước ấm quá lâu, còn làm tăng số lượng vi khuẩn và nấm dễ gây bệnh cho con người. Thứ 8. Uống trà pha đi pha lại nhiều lần. Uống trà pha đi pha lại nhiều lần không chỉ làm giảm độ ngon của trà, mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo nhiều thử nghiệm, các nhà khoa học phát hiện thấy, lần pha trà đầu tiên chiết được khoảng 50% các hợp chất hữu ích, lần thứ hai là 30%, lần thứ ba là 10%, và lần thứ tư thì chỉ còn 1 đến 3%. Nếu cứ đun đi đun lại, pha nhiều lần thì các chất độc sẽ tiết ra gây nguy hại cho sức khỏe. Sau đó bạn chỉ nên uống trà đến nước thứ hai. Thứ 9. Uống quá nhiều. Tannin trong trà xanh có thể là nguyên nhân rối loạn tiêu hóa vì nó kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn. Tác dụng phụ này có thể không quá nghiêm trọng với những người khỏe mạnh, nhưng với những người có vấn đề về dạ dày, bao gồm loét và trào ngược dạ dày, thực quản, thì tình trạng rối loạn tiêu hóa có thể gây ra rất nhiều sự khó chịu. Mặc dù được coi là thần dược của sức khỏe, nhưng nếu uống trà xanh quá nhiều hoặc không đúng cách, bạn có thể sẽ mắc nhiều bệnh. Những công dụng tuyệt vời mà trà xanh mang lại cho sức khỏe mà không ai có thể chối cãi được. Ngay cả đến những căn bệnh quái ác như ung thư mà trà xanh cũng có thể hỗ trợ điều trị và phòng ngừa. Tuy nhiên, bất cứ thực phẩm hay loại nước nào cũng sẽ có hai mặt của nó, và trà xanh thì cũng như thế. Một số đối tượng được xem là không nên sử dụng quá nhiều vì sẽ khiến bệnh tình trở nặng hơn. Cụ thể đó là những đối tượng nào? Hãy cùng theo dõi qua video sau đây nhé! Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh trà xanh có tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Nhưng thức uống này không phải dành cho tất cả mọi người, đặc biệt rất độc với một số người mắc bệnh. Cụ thể, thứ nhất, những người suy dinh dưỡng. Trà phân giải lipid. Người suy dinh dưỡng mà uống nhiều trà lại càng thiếu hụt dinh dưỡng hơn. Những người bị thiếu máu, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, tiền mãn kinh hoặc trẻ em dưới 3 tuổi. Ngoài ra, phụ nữ đang cho con bú nếu uống trà xanh sẽ làm tannin trong trà xâm nhập vào sữa mẹ và truyền sang em bé, khiến bé co giật dạ dày, khóc thét không rõ nguyên nhân. Trà đặc nóng chứa tannin có thể kết hợp với sắt tạo nên các hợp chất không hòa tan, khiến lượng sắt trong cơ thể không được cung cấp đầy đủ. Vì vậy mà người già, thiếu máu đang trong thời kỳ kinh nguyệt và tiền mãn kinh cần hạn chế uống trà xanh. Còn trẻ em dưới 3 tuổi thì tuyệt đối không được uống trà xanh để đảm bảo dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ. Thứ hai, những người bị viêm loét dạ dày. Những người bị viêm loét dạ dày hãy tuyệt giao với nước trà xanh ngay lập tức. Đó là vì trong dạ dày có dung môi este phosphat. Hoạt tính của dung môi này bị kìm hãm bởi chất tannin có trong trà. Điều này khiến cho tế bào thành dạ dày tiết ra một lượng axit dạ dày rất lớn, làm cho bệnh viêm loét dạ dày ngày càng nặng thêm. Không những thế, hoạt động của nhu động ruột cũng bị chậm lại và rất có thể bạn sẽ bị táo bón. Thứ ba, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai, cho con bú và tiền mãn kinh. Trong thời kỳ kinh nguyệt, cơ thể cần bổ sung sắt. Trà chứa nhiều tannin và axit oxalic, làm hạn chế niêm mạc dạ dày hấp thu sắt. Vì vậy, phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt, mang thai thì không nên uống trà. Khi sắp sinh nở mà uống nhiều trà sẽ gây mất ngủ, mệt mỏi, mất sức. Chất tannin của trà hòa vào tuần hoàn máu sẽ gây ức chế hormone, kích thích bài tiết sữa, làm thiếu sữa. Chất tannin, caffeine còn có thể qua sữa mẹ truyền sang cơ thể bé, gây kích thích làm trẻ quấy khóc không rõ nguyên nhân. Do vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống trà. Phụ nữ tiền mãn kinh hay có các rối loạn về tim mạch cũng không nên uống trà. Thứ tư, trẻ nhỏ. Người lớn thường không cho trẻ uống nước trà bởi axit chứa trong trà có thể phản ứng kết hợp với sắt và kẽm, tạo ra các chất kết tủa. Các chất kết tủa này gây trở ngại cho sự hấp thụ trao đổi chất ở trẻ em. Thứ năm, người mắc bệnh gan và sỏi thận. Trà làm số lượng sỏi thận gia tăng về kích thước và số lượng. Caffeine ngoài gây hiện tượng mất ngủ, nó còn cùng với tannic ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất của gan, khiến gan bị suy yếu. Axit oxalic khi kết hợp với canxi tạo thành chất kết tủa trong đường tiết niệu và không thể thoát ra ngoài. Thứ 6, người suy nhược thần kinh. Một trong những đáp án của câu hỏi những ai không nên uống trà xanh chắc chắn có người suy nhược thần kinh, bởi caffeine có trong trà xanh gây hưng phấn thần kinh. Những người suy nhược thần kinh hoặc hay mất ngủ thì không nên uống trà xanh. Chỉ khi bạn muốn tập trung vào vấn đề gì đó thì nó sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng nó sẽ khiến bạn mất ngủ nếu uống vào ban đêm. Do trà có nhiều chất hoạt tính sinh học như caffeine, chất kiềm làm tăng hưng phấn nên mạch máu dẫn đến não bị co rút. Không cung cấp đủ máu cho não, lưu lượng máu chậm lại dễ phát sinh tác động mạch não. Làm tăng hưng phấn lên mạch máu dẫn đến não bị co rút. Không cung cấp đủ máu cho não, lưu lượng máu chậm lại dễ phát sinh tác động mạch não. Thứ 7, người thiếu máu và thiếu sắt. Hàm lượng tannic acid có trong trà xanh sẽ làm hạn chế khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể con người. Chính vì vậy, trà xanh là khắc tinh đối với người đang bị thiếu máu và thiếu sắt, phụ nữ mang thai đang trong thời kỳ đèn đỏ. Ngoài ra, uống trà nhiều tim sẽ đập nhanh, nhịp tim tăng, huyết áp tăng, hoàn toàn không có lợi cho người bị bệnh tim và bệnh cao huyết áp. Trà xanh vẫn luôn là loại thức uống được nhiều người ưa chuộng và tin tưởng. Tuy nhiên, thức uống bổ dưỡng này sẽ chỉ phát huy được tối đa công dụng khi chúng ta sử dụng đúng cách mà thôi. Hy vọng với những thông tin trên đây, quý vị đã hiểu rõ hơn về trà xanh cũng như những sai lầm và đối tượng không nên sử dụng trà xanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.